hình ảnh về nhà ở xã hội, khu thiết chế công đoàn, tỉnh Bình Định. Mặt bằng tổng thể và công năng dự án. Hình ảnh về vị trí của dự án. Mặt bằng từng căn hộ. Và đây là hình ảnh anh chị tham khảo. Và đây là hình ảnh tình hình xây dựng thực tế tháng 6 năm 2023.